Dạy lập trình.net xin chào tất cả các bạn Sau khi làm xong hai chương trình thiệp sinh nhật và mèo đuổi chuột Các bạn đã có thể tự sáng tạo lên chương trình của chính mình rồi phải không nào? Chắc hẳn các bạn nhỏ ai ai cũng biết bộ phim hoạt hình Doraemon Trong bộ phim này, chú mèo máy Doraemon có chiếc túi thần kỳ Với biết bao món đồ từ tương lai rất đặc biệt Còn Nobita thì học rất kém môn toán của bạn luôn bị điểm kém phải không nào? Chính vì vậy, trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo lên một chương trình để bạn Nobita trả lời các câu hỏi toán học và chinh phục đỉnh Olympia nhé. Trong chương trình này, người chơi sẽ hóa thân thành nhân vật Nobita và trả lời các câu hỏi toán học do mèo máy Doraemon đặt ra. Nếu trả lời đúng, bạn Nobita sẽ tiến thêm một bước bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào để làm nên chương trình này nhé trước khi bắt đầu làm chương trình các bạn vào phần tài liệu của bài học tải tài liệu về máy tính sau đó giải nén bước đầu tiên để tạo một chương trình đó là tạo ra các nhân vật và phông nền sau đó mới lập trình cho từng nhân vật và đối tượng chính vì vậy buổi học này chúng ta cùng nhau vẽ đường leo núi để bạn Nobita có thể lên được đỉnh Olympia nhé. Các bạn mở Scratch lên, vì bản đồ không cần dịch chuyển hay hành động nên bản đồ chúng ta sẽ để làm phông nền cho chương trình. Trong phần tài liệu mà các bạn vừa giải nén, sẽ có một hình nền, nhưng hình nền này rất đơn giản, mới chỉ có một cây xanh. Vậy nên chúng ta sẽ bổ sung thêm đường leo núi và thêm cây cho hình nền này nhé các bạn nhấn biểu tượng thêm phông nền từ thư mục. Vào thư mục các bạn vừa giải nén và chọn hình ảnh có tên là nền. Sau đó nhấn Open để thêm. Sau khi thêm, khu thiết kế sẽ xuất hiện ở bên phải. Hiện tại cây xanh và hình nền đã được nhóm lại với nhau, do đó chúng ta sẽ không thể di chuyển cây xanh hay phóng to cây xanh được. Do vậy, để thao tác được với cây xanh, các bạn sẽ phải tách cây xanh ra khỏi hình nền bằng cách dùng công cụ chọn nhấn lên trang vẽ sau đó nhấn vào công cụ bỏ nhóm để tách cây ra khỏi hình nền và bây giờ chúng ta đã di chuyển được cây xanh rồi tiếp theo các bạn xóa hình nền trắng đi bằng cách nhấn chuột phải lên hình nền trắng sau đó chọn xóa bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ bản đồ cho chương trình Trước tiên chúng ta sẽ vẽ đường mòn có hai đường vòng. Để vẽ được các đường vòng này, nếu dùng công cụ chỉnh hình rất khó. Nên dạy lập trình chấm nét sẽ mách các bạn một mẹo nhỏ. Đó là chúng ta sẽ viết một chữ U hoa. Sau đó xoay chữ sang ngang là chúng ta sẽ có một đường vòng. Đường vòng thứ hai, các bạn chỉ cần tạo bản sao chữ U thứ nhất. Sau đó xoay ngược lại và ghép hai chữ U này lại với nhau là chúng ta sẽ có đường vòng. Chúng ta cùng nhau thực hành nhé. Nhấn vào công cụ viết chữ. Chọn màu cho chữ. Sau đó nhấn lên trang vẽ và gõ chữ U. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ viết chữ U hoa bằng cách nhấn và giữ phím Shift trên bàn phím và gõ chữ U. Sau khi viết xong, các bạn nhấn ra ngoài trang vẽ. Sẽ xuất hiện đường viền bao quanh chữ U bây giờ các bạn có thể phóng to chữ u lên bằng cách kéo từ điểm chấm vuông ở góc cho chữ u to lên đến khi đạt kích thước vừa ý sau đó di chuyển chuột lên điểm chấm tròn trên đầu chữ u và xoay chữ u sang phải tiếp đó nhấn vào công cụ tạo bàn sao nhấn lên chữ u kéo bàn sao ra và xoay ngược lại chỉnh lại kích thước và vị trí cho chữ U sao cho hợp lý. Các bạn phóng to trang vẽ lên để ghép hai chữ U khớp lại với nhau. Sau khi hai chữ U đã khớp lại với nhau, chúng ta sẽ trở lại với kích thước bình thường của trang vẽ. Nhóm hai chữ U lại bằng cách nhấn và giữ phím Ctrl trên bàn phím. Sau đó nhấn chuột trái lên hai chữ U. Khi đó khung vuông sẽ bao quanh cả hai chữ U các bạn nhấn công cụ nhóm để nhóm hai chữ u thành một đối tượng bây giờ mỗi khi di chuyển chúng ta sẽ di chuyển cả hai chữ u này rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật bằng công cụ vẽ hình chữ nhật chọn kiểu vẽ hình chữ nhật và vẽ một hình chữ nhật sau đó ghép hình chữ nhật vào đầu chữ u phía dưới tiếp theo chúng ta sẽ nhóm hình chữ nhật mới vẽ vào cùng hai chữ u để tạo thành đường mòn cho nobita bằng cách nhấn vào công cụ chọn chọn hình chữ nhật nhấn và giữ phím control sau đó nhấn chuột trái lên hai chữ u và nhấn vào công cụ nhóm vậy là chúng ta đã vẽ xong đường mòn cho chương trình rồi nhưng như các bạn thấy đường đi của chúng ta đang đè lên cây và chúng ta sẽ không di chuyển được cây để di chuyển được cây các bạn chọn đường mòn và nhấn vào công cụ đặt ra sau một lớp cho đến khi đường mòn không còn đè lên cây xanh nữa nếu các bạn nỡ tay nhấn để đường mòn bị biến mất các bạn nhấn vào công cụ đặt ra trước một lớp để đưa đường mòn lên trên các bạn sắp xếp lại vị trí cho đường và cây xanh sao cho hợp lý vậy là chúng ta đã vẽ xong đường rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ bậc để Nobita nhảy nhé các bạn phóng to trang vẽ lên để vẽ được các bậc các bạn nhấn vào công cụ vẽ hình tròn chúng ta sẽ vẽ một hình tròn xám ở phía dưới sau đó vẽ một hình tròn màu sáng ở phía trên các bạn lưu ý để vẽ được hình tròn các bạn nhấn và giữ phím shift sau đó vẽ thì sẽ vẽ được một hình tròn nếu các bạn không giữ phím ship khi chúng ta kéo có thể chúng ta sẽ vẽ thành hình elip chứ không phải hình tròn hình tròn màu xám ở phía dưới sẽ là bóng của bậc các bạn sắp xếp lại vị trí và kích thước của hai hình tròn sau đó nhóm hai hình tròn lại thành một bậc bằng cách dùng công cụ chọn nhấn vào hình tròn phía trên sau đó nhấn và giữ phím Control, chọn hình tròn phía dưới và nhấn vào công cụ nhóm. Vậy là chúng ta đã cùng nhau vẽ xong đường đi cho bạn Nobita rồi. Các bạn nhớ lưu lại chương trình và làm bài tập đầy đủ để hình nền của chúng ta hoàn thiện hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.